Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần chi tiết của cái bài Cô Tấm Ngày Nay của tác giả Ngọc Châu. Để nói về cái bài Cô Tấm Ngày Nay này thì mang âm hưởng dân ca Bắc Bộ. Đó, dân ca Bắc Bộ thì có rất nhiều những cái bài, rất nhiều những cái loại hình nghệ thuật xung quanh chúng ta hàng ngày mà chúng ta có thể gặp được, ví dụ như là chèo, rồi là quan họ Bắc Ninh, rồi hát xoan, hát sẩm. Đó, rất nhiều những cái ngón kỹ thuật và chất liệu ở trong đó. Cái bài Cô Tấm Ngày Nay này cũng vậy, mang cái chất liệu như vậy. Đấy, câu đầu tiên là đô đô rế đô sòn. Đó, mình sẽ làm mẫu trước. Đô đô rế, nốt rế này các bạn luyến từ nốt đô lên. Luyến từ la xuống. Anh lấy nốt la và kéo xuống nốt son. Đấy. Tiếp, câu tiếp theo. La son fa, fa son, la son. La son fa. Nốt la các bạn đánh lưỡi vào và nốt son thì chúng ta sẽ lấy. Lấy rền cũng được mà lấy bình thường thôi cũng được, tùy các bạn. Bạn nào kỹ thuật tốt thì lấy rền sẽ hay hơn. Nốt son cuối cùng các bạn, son la son. Tiếp, câu tiếp theo. Son mi re do re son. Nốt ngay nốt son đầu tiên này các bạn luyến từ nốt la xuống. Đó, nốt mi thì từ nốt re lên. Son, la son re mi. Đó, la son re mi. Re mi re đô thì cái re mi này và nốt re đô này thì các bạn đánh rền xuống. Cùng thì lấy từ nốt re lên. Tiếp, son fa son re re mi re đô re. Cái nốt son đầu tiên này các bạn cũng lấy luôn. Son fa son fa, họ lấy luôn. Son re re mi re đô re. Mi re đô này ta lấy rền. Đó, câu tiếp theo. Đô đô rê đô son giống như câu đầu tiên vậy. Rê fa rê son hơi khác. Câu thứ hai. Tiếp theo. Son đô đô rê mi rê đô rê son. Thì cái nốt son đầu tiên này các bạn luyến từ nốt la xuống. Đó, la son. La son đô đô rê mi rê đô rê rê son. Đô rê mi rê đô cũng vậy. Đô rê mi rê các bạn đánh rền xuống. Nốt son cuối cùng thì ta đánh từ nốt rê lên. Cũng như vậy lại son fa son rê rê mi rê đô rê. Thì lúc câu trước là mi rê đô rê, còn câu này là son fa son rê rê mi rê đô. Giống trước thôi nhưng mà chỉ có mi rê đô thì ta lại lấy rền. Đó, thì là hết hai câu mở đầu. Bài này rất ngắn, chỉ còn đúng một còn hai câu nữa. Tiếp theo là các bạn nghỉ
12 phách đó. Dạo nhạc son fa son re re mi mi re do 2 3 4 5 6 7 8 9 10 và 11 12. Tiếp vào từ phách số 13. Nốt son đầu tiên các bạn luyến từ fa lên, fa son la son fa son la son fa son. Xong rồi lá son fa, nốt son lá này xong đến son, nốt son này ta sẽ lấy xuống đó. Son la son fa son la son fa son, cũng nốt son này cũng tặng lấy như vậy. Son fa son đồ re mi, nốt son đầu tiên ta cũng lấy rê. Lấy rê xong lại thổi thêm một nốt son nữa và úp xuống nốt fa. Son son fa son rê đồ. Đó, rê rê mi cả câu. Tiếp mi rê đô là đô rê mi rê. Mi nốt mi đầu tiên các bạn lấy, còn đây còn mi luôn. Đó, các bạn lấy rê tiếp. Mi rê rê đô la đô rê mi rê mi rê. Đó. Đó, thì ta có thể nốt này là ngân 4 phách. Mi rê rê đô la đô rê mi rê 2 3 4. Cho vì nó ngân dài nên ta có thể tri ở chỗ này. Tiếp theo là một cái đoạn giống như những câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 vậy. Nhưng mà nó hơi giật một chút. Thì các bạn đánh lưỡi vào, không bỏ một nốt nào, đánh lưỡi tất thì nó sẽ chắc khỏe và nó sẽ nghịch. Đó, chắc khỏe và nhìn phách hơi giật. Nốt son thì ngân dài ra, còn các nốt khác thì chắc lưỡi và ngắt luôn. Tiếp đô đô rê đô son la son fa fa son la son. Tiếp câu tiếp theo ta lại mượt mà trở lại. Giống như bên trên vậy. Bài này rất là vui vẻ nhưng không có nghĩa là ta thổi theo một cái cách nghịch ngợm thái quá. Đó, mà ta thổi cô tấm nhưng mà vẫn vui vẻ, vẫn dịu dàng. Đấy, nhưng mà trên cái tiết tấu nhanh vui thôi, nhưng ta không được làm nghịch ngợm quá. Có nghĩa là gì? Nhanh vui nhưng mà trong đó vẫn có cái sự uyển chuyển. Thứ tự chơi cái bài này thì có trong cái sĩ nhạc mình có ký hiệu ở trong đó. Ký hiệu SC gạch chéo và có hai cái dấu chấm ấy. Đó chính là dấu hiệu nhắc lại. Các bạn gặp dấu SC đầu tiên hay trong tất cả các bản nhạc khác thì các bạn bỏ qua cái nốt SC đó và các bạn đi tiếp đến nốt SC thứ hai thì các bạn sẽ quay lại cái nốt SC đầu tiên đó. Còn cái ký hiệu mà hình tròn có gạch chéo
Đó chính là cái ký hiệu trong âm nhạc gọi là coda, và các bạn thoát khi mà ta gặp cái khi ta quay lại rồi ta gặp coda thì ta bỏ nhảy cọc cái đoạn từ coda đấy, ta thoát sang cái coda tiếp theo, tức là sẽ bỏ bỏ cái đoạn giữa hai cái coda đó và ta nhảy thoát sang để về kết đó. Nhiều bạn đã thắc mắc và hỏi mình thì hôm nay cũng nhân cái đây mình sẽ giải thích luôn thì các bạn như vậy. Đó là toàn bộ cái bài cô tấm ngày nay. Bài này rất là ngắn và cũng rất là hay, chơi với cây sáo rê, và mình sẽ cung cấp các beat cho các bạn để các bạn tập luyện. Mình nghĩ là chắc các bạn sẽ tập luyện bài này đơn giản, không khó.